Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Trang PCS sáng ngày 10 tháng 8 đưa tin cho biết, Triệu lệ Dĩnh và Phương Thiệu Phong lại có động thái mới sau 4 tháng ly hồn. Theo thông tin, hiện tại mỹ nhân hội Triệu đang có lịch làm việc quay quảng cáo tại Thượng Hải. Vào ngày thứ hai của lịch trình, paparazzi phát hiện nàng Sam Sam có hành động bất thường. Paparazzi cho biết họ đã bắt gặp xe hơi của Triệu lệ Dĩnh tại khu nhà của Phương Thiệu Phòng. Tại đây không có bất cứ hình ảnh nào của người đẹp họ Triệu được chụp lại. Tuy nhiên, các phóng viên đã ghi lại được khoảnh khắc của tài xế nàng Sam Sam có mặt tại đây. Sau đó, xe của Triệu lệ Dĩnh được nhìn thấy tại khu đỗ xe của tòa nhà. Paparazzi cho biết rất có thể Triệu lệ Dĩnh muốn tới đón quý tử về với mình Tuy nhiên trên mạng xã hội, nguồn tin khác cho hay, thực chất Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị bay trở lại Bắc Kinh nên đổi người chăm sóc con sang Phùng Tiểu Phong. Sau khi ly hôn, con trai tưởng tượng của hai người được mẹ của Phùng Tiểu Phong nuôi nấng. Mỹ nhân hỏi Triệu liên tục bay đi bay về giữa hai nơi Bắc Kinh và Thượng Hải để tiện chăm con. Mặc dù vậy, cả hai dường như tránh gặp mặt nhau. Lần này tới nhà của Phùng Tiểu Phong chỉ là tài xế của Triệu Lệ Dĩnh mà thôi. Vào đầu tháng 6 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh được cho là đã bỏ số tiền 500 tỷ đồng để tạo một căn siêu biệt thự tại Thượng Hải tiện cho việc chăm sóc con. Có thể thấy rằng, dù không còn là vợ chồng, song cả hai ngôi sao vẫn cố gắng dành nhiều thời gian bên con nhất có thể, bù đắp tình cảm cũng như vật chất để bé tưởng tưởng lớn lên trong hạnh phúc. Triệu Lê Dĩnh và Phùng Thiều Phong đã ly hôn được một thời gian, vậy nhưng cư dân mạng vẫn thường xuyên bàn tán xôn xao về lý do thực sự của cuộc tan vỡ này. Phải chăng là có một câu chuyện ẩn nào khác? Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh bận rộn với công việc, các show quảng cáo liên tục được quay, bỏ ngoài tai mọi lời đồn đoán của thế giới bên ngoài. Ngay cả khi đối mặt với nhiều vụ đổ bể, tố cáo của mẹ chồng cũ, cô cũng chọn cách im lặng, yên thần. Ngược lại với vợ cũ, Phùng Thiệu Phong tiểu tụy, hốc hác khí chất đi xuống rõ rệt. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đến với nhau vì tính chất công việc. Họ cũng chọn quay lại tình bạn do không còn tiếng nói chung những ngày tháng đã qua cả hai đối xử chân thành với nhau và có khoảng thời gian hạnh phúc tươi đẹp ngay cả khi họ chọn chia tay cả hai vẫn rất biết ơn những cuộc gặp gỡ trong quá khứ họ cũng cho biết trong tương lai cả hai sẽ tiếp tục đảm đương trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình cùng nhau nuôi dạy và đồng hành cùng con trưởng thành sau khi ly hôn phòng làm việc cũng nhấn mạnh rằng hy vọng mọi người sẽ không suy đoán về lý do ly hôn của phùng tiểu phong và triệu lệ dĩnh chứ đừng nói tới những tin đồn bịa đặt ác ý để tránh những hiểu lầm không đáng có và tổn hại cho cả hai bên và gia đình họ. Đôi bên cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người đã quan tâm, ủng hộ suốt chặng đường và chuyển lời chúc phúc cho nhau. Phù hộ cho cuộc sống sau này của hai đứa sẽ được bình an, xuân sẻ, an khang và hạnh phúc. Tuy nhiên, gần đây một số cư dân mạng cho rằng Triệu Lê Dĩnh kết hôn vì hộ khẩu Thượng Hải của Phùng Thiệu Phong và để con trai có một môi trường sống tốt hơn trong tương lai. Vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng đã đấu tranh lại và vạch trần lý do ly hôn thực sự. Theo nguồn tin, gia đình họ Phùng cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh quá tham vọng và không thể dạy dỗ con trai nên người. Vậy nên, người thân của Phùng Tiểu Phong đã tích cực lên kế hoạch kết hôn lần nữa cho anh ta. Triệu Lệ Dĩnh không có địa vị gì trong gia đình họ Phùng và cuối cùng là cô không thể chịu đựng được và chọn cách ly hôn. Hiện tại, cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh đang rất tốt, sự nghiệp ngày càng tỏa sáng, ngày càng lão hóa ngược bóc dáng thon thả, không còn ngần mỡ, không hề giống người đã sinh con. Sự lựa chọn ly hôn của cô cũng có thể được cho là sự lựa chọn tốt nhất. Cô có thể tự tin theo đuổi sự nghiệp diễn xuất mà mình yêu thích, không còn lo lắng về những thị phi của những người giàu có, Chúng mình sẽ nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích. Vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quài chuông để được nhận thông báo mỗi khi chứng minh ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!